tinh dầu nổi lên trên mặt nước. Nếu mời người khác đến chủ trì tế lễ, những tinh dầu này có chìm xuống dưới đáy sông chăng? Không thể được. Rất chính xác. Nếu như cử hành bất cứ tế lễ hay nghi thức dạy đà nào, có thể khiến cho đá cuội nổi lên trên mặt nước được hay không? Cũng không thể. Như vậy là đi ngược với quy luật tự nhiên. Nếu như tổ tiên chúng ta đã từng gây ra lỗi lầm, gieo quả không tốt, thì những năm tháng còn lại của họ tự nhiên cũng giống như những hòn đá cuội kia vậy, nó sẽ chìm sâu xuống đáy nước. Còn làm được những việc công đức thì cũng như tinh dầu nổi lên trên mặt nước vậy. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Không chỉ trong cơ thể của một kiếp này, mà còn suốt nhiều đời kiếp luân hồi khác nữa, đều phải gánh chịu nghiệp quả do họ đã gây ra. Quy luật tự nhiên này thì lễ cúng nào, kinh văn nào, việc hiến tế nào hay bất cứ nghi thức nào có thể thay đổi được nó. Chỉ có việc thiện mới có thể giúp Ngài mở ra cánh cửa giải thoát. Đã phân Nơi